Ở đây khi trong lúc chờ đợi bạn có thể làm móng tay miễn phí nha. Đây nè. Đó, nguyên cái nồi lẩu nè các bạn, bốn vị khác nhau. Wow. Cái này gọi là màng thầu nè, bánh bao người ta hấp lên rồi người ta chiên. Rất là đặc biệt luôn á. Cái chén này khi mà người ta đem ra người ta bỏ gia vị vô rồi nè. Bây giờ mình chỉ cần múc nước súp bỏ vào húp thôi, người ta nói cái bỏ nước súp này nè, húp thử ngon lắm. Múc vô để cho nó tái tái mình ăn cho nó ngon. Bạn mà đi qua Thái Lan á, mà lỡ quên gì ở nhà cứ qua đây, vô Big C là cả đống luôn. Tha hồ cho bạn lựa chọn. Đó, các bạn thấy không, người ta làm bó bó gì nhìn nó tươi rói luôn à. Vô đây là nói thiệt nha, cái gì cũng muốn mua hết trơn á các bạn ơi. Hello, xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay KT đưa các bạn đi đến Central World để ăn lẩu Hai Di Lao. Cái lẩu này rất là nổi tiếng cả thế giới luôn các bạn. Nhất là nó nổi tiếng về cách phục vụ và đồ ăn rất là ngon. Tại sao mình review ở Thái Lan mà không phải Việt Nam hay là ở Mỹ? Thì mỗi lần mình đi tới đâu á, mình muốn thử cái khẩu vị của mỗi quốc gia nó khác nhau như thế nào. Mình sẽ review từng địa điểm luôn để chia sẻ với các bạn ở trong đây bán gì ngon. Và bây giờ mình bắt đầu vào trong nha. Trước khi vào trong, mình muốn chia sẻ với các bạn là ở ngay trước Central World, hồi lúc trước người ta không có cái Bangkok Street Food Market này. Sau khi dịch đó là người ta có rất là nhiều quán ăn như thế này ở phía trước, bán nguyên ngày luôn, từ sáng tới tối luôn á. Central World đây. Thì cái tiệm mà Hai Di Lao ở trong Central World nó nằm ở tầng thứ 7 nha các bạn. Khi tới Thái Lan các bạn, một là đi buổi sáng sớm, thí dụ như khoảng 7 giờ sáng. Hai là các bạn đi vào buổi chiều, khoảng 6-7 giờ chiều tối á. Còn đi buổi trưa rất là nóng. Cái thang máy ở bên Thái á, là đi lên là bên trái, còn đi xuống là bên phải. Đây là Hai Di Lao nha các bạn. Nó nằm tuốt múc ở dưới đây. Ở đây khi trong lúc chờ đợi bạn có thể làm móng tay miễn phí nha. Đây nè. Nhưng các bạn lưu ý nha, ở đây người ta làm miễn phí nhưng mà với điều kiện là cái tay của bạn chưa có làm móng tay. Tức là bây giờ thí dụ như giờ tay của KT nè là đã đang làm gel rồi thì vô đây người ta không làm nha. Người ta chỉ làm cho tay của bạn là chưa có làm cái gì hết á thì vô đây người ta sẽ làm. Và anh này là hoàn toàn miễn phí, làm rất là đẹp luôn. Trong lúc chờ đợi các bạn có thể nằm ở đây, nằm trên cái ghế massage nè. Cái này là miễn phí hết nha các bạn. Ở đây là người ta cho bạn uống nước sinh tố miễn phí, cái loại nhãn và chanh dây, cà phê cũng miễn phí luôn, rồi kem cũng miễn phí luôn. Đây nè, người ta có nhiều loại kem khác nhau lắm, tất cả là miễn phí nha các bạn. Và tất cả những cái này đều miễn phí, chip rồi nè. Đó, đi buổi trưa cỡ này nè là 12 giờ không có xếp hàng nha các bạn. Thì tụi mình vừa điền thông tin vô cái là người ta cho mình vô trong vòng 1 phút thôi à. Vô đây người ta có những cái nước là miễn phí nha các bạn, như là mấy trà nè, nước nè là miễn phí nha. Thì khi mà mình vô là người ta phát cho mỗi người một cái này là chuẩn để gì nữa là như vậy này. Ở đây người ta nói là cái món này ngon nè, cái súp bít nè, cho nên mình chọn này. Thì khi mà chọn các bạn nhớ bấm vào, mình đã chọn xong hết rồi, mỗi lần bạn chọn là nó sẽ nổi lên thế này cái màn hình. Rồi cái tiếp người ta nói ngon là cái này, cái súp này nè. Ờ, người ta nói là dễ ăn là bởi vì trẻ em ấy cũng ăn được luôn. Và cái súp cà chua này người ta nói rất là ngon. Đó, mỗi lần bạn bấm thì nó sẽ nổi lên đây. Và
cái mushroom này người ta nói cái này cũng ngon nè, rồi mình bấm vô luôn. Đó là bốn món mình gọi nha. Khi mà bấm xong á, bạn bấm confirm soup base. Bạn có thể ăn hai loại súp hay là bốn loại súp hay một loại súp đều được. Mình bấm qua cái chữ protein là mình chọn thịt Wagyu nè, beef brisket Wagyu nè, rồi hay là của Úc nè, bò Wagyu của Úc, thịt cừu, thịt heo, có bào ngư nữa nè, rồi một cái Wagyu brisket nè, cái này là ruột vịt nè, cái này phải gọi nè, tại vì á là người ta sẽ biểu diễn cái mì trước mặt của mình luôn. Ồ, cái này người ta nói ngon lắm nè, cái bò mà người ta gọi là của hai đi lao á, người ta nói đây ngon lắm. Hải sản nha, shrimp bò, trứng, crystal food, trứng, một cái trứng rồi, một cái tofu, pig brains, cái này half portion của cái lòng bò, lòng heo. Cheese tofu này người ta nói ngon nè. Đại ca thích ăn tofu đúng không? Ok. Có ăn blood cake không? Quý không? That's Irish blood. Cái này nè, cái này ngon nè. Potato. Ờ, cái miếng á, cái đó ngon á. Miếng bằng khoai lang. Ừ, miếng khoai lang ngon lắm á. Cái sợi miếng ăn rất là ngon. Ồ, mẹ kêu cái này cho gia đình nè. Khi mình chọn xong rồi mình bấm shopping cart nha. Đây là những món của mình order nè các bạn. Rồi ok, order meal. Mình thích cái là người ta làm rất là hay, là không có ai lại đây lấy đồ ăn cho mình, mình tự động order ở đây rồi người ta bưng ra thôi à. Rồi. Đó, nguyên cái nồi lẩu nè các bạn, bốn vị khác nhau. Người ta để này cho mình để mình ăn, mà mình có rác hay là gì mình để ở đây. Wow, cái lẩu xôi ngột ngột luôn nè các bạn. Nhìn hấp dẫn ha. Cái này á, là không cay nè, cho trẻ em nè. Ở trong đây là có táo tàu nè, có nấm nè và dưa leo. Các bạn lưu ý nha, mình thấy cái menu là mỗi quốc gia nó sẽ có một cái sự khác biệt, cái nước súp á, khác biệt một chút xíu. Ví dụ như bên Việt Nam là mình thấy là cái súp mà có sườn đó các bạn, bên đây mình không có thấy nha. Kế đến mình đi lấy cái nước sauce nha các bạn. Lưu ý là mấy cái sauce này là sẽ là 45 baht cho một người nha. Ăn lẩu á, thì mình lại thích ăn cái sauce này, cái sauce mè nè các bạn. Và mình cho một cái xíu ngò lên. Và mình cho một cái xíu ớt vô, ớt sa tế nha. Ở trên đây là người ta cũng chỉ cho các bạn nè cái cách pha sauce nè, muốn thích ăn sauce nào thì mình pha theo kiểu của mình thích, còn không thì mình pha ở trên đây. Mình gọi đồ ăn người ta đem ra rất là nhanh nha. Cái bánh này trong đây nổi tiếng đó, bánh bao chiên ăn với lời sữa đặc. Còn bên đây là sủi cảo cho gia đình, mình thích ăn sủi cảo. Cái này gọi là màn thầu nè, bánh bao người ta hấp lên rồi người ta chiên, rất là đặc biệt luôn á. Vô đây là không thể nào quên cái món này được hết á. Cái này là sủi cảo nè các bạn, sủi cảo chiên đâm liền á nè, chấm với lại cái sauce. Cái này là xì dầu nè. Hấp dẫn chưa? Bây giờ là người ta ra, người ta làm mì, mà mì khi mà bỏ vô á là trong vòng 2 phút phải ăn nha. Wow.
bò nè, mình cho thịt bò vô cái cay, mình thích ăn cay mình cho vào đây. Đó. Mỗi chỗ mình thử một chút xíu. Đó. Còn cái này là lòng heo nè các bạn. Đây là nguyên con mực luôn nha các bạn. Cho vào đây. Cái này là tàu hũ nè, ở trong đó có cheese, có phô mai á. Cho nấm vào luôn. Cái dĩa nấm nè. Cho nấm vào đây cho nó ngọt nước. Mình thích ăn cay cho nên mình chuộng cái lẩu này hơn. Cái sốt mè của người ta làm rất là ngon. Cái chén này khi mà người ta đem ra, người ta bỏ gia vị vô rồi nè. Bây giờ mình chỉ cần múc nước súp bỏ vào húp thôi. Người ta nói cái bỏ nước súp này nè, húp thử ngon lắm. Wow. Mời các bạn nha. Wow. Ngon. Cái nước lèo á nó thanh. Và bạn ăn bạn cảm nhận giống như là mình hầm xương rồi đó các bạn. Trong tất cả các nồi lẩu người ta đều bỏ vô đây cho mình. Nè giống như là giò sống vậy đó nè. Nồi lẩu nào cũng có nha. Đó. Rồi mình nhớ mình tán ra cho nó nhỏ nhỏ một chút. Tại vì nó cái cục nó dày lắm. Nó kho lâu chín á. Tàu mực. Cái lẩu này là cà chua nha. Nè mà mình chấm với là cái nước sốt mè nè. Wow. Bạn nào mà thích ăn thanh đạm á thì ăn cái súp này. Còn thích mà ăn đậm đà là nên ăn cái này nè, cái cây này nè. Cái này ngon. Cái này là lòng. Part of the pig. Cái này là bò Wagyu nè các bạn. Cái này á mình nhúng vô. Mình nhúng vô để cho nó tái tái mình ăn cho nó ngon. Đây. Các bạn thấy cái lớp mỡ không? Đây nè, lớp mỡ nè. Thì mình vừa nhúng vô một chút xíu là mình lấy ra liền. Rồi mình chấm. Chấm vô cái sốt mè này, mình chỉ ghiền cái sốt mè này thôi các bạn ơi. Mời các bạn. Cái thịt bò nó mềm ngon lắm. Còn cái sốt mè rang á, cái mè này người ta xay nhuyễn ra, có bơ đậu phộng trong đó nữa, ăn nó béo nó ngon. Cái này nó cay nó ngon thiệt, nhưng mà biến giam nó rất là nhiều dầu nha các bạn. Tại mình ăn á, mình review cho nên mình gọi nhiều cái loại gia vị khác nhau, cái súp khác nhau. Chứ thật ra nếu á, mà bình thường á, nên ăn hai loại súp thôi, nhiều quá cũng không ngon nữa. Mực. Mực tươi ngon ghê. Các bạn ơi, thì thật lòng mình review cho các bạn nha. Bạn ăn hai đi lao đi. Rồi bạn tới cái tiệm mà hôm bữa mình chia sẻ, mình đi qua bên Virginia mình ăn cái lẩu tương tự nhưng mà cũng nhiều giống như cái setup y chang vậy thôi. Nhưng mà cái tên tiệm khác. Bạn sẽ thấy ở bên đó ngon hơn bên này. Tiệm đó ngon hơn tiệm này. Bên đó người ta nấu là cái vị nó đậm đà và nó thơm nhưng mà nó không có quá gắt. Để mình để cái link dưới phần mô tả để cho bạn bấm vào bạn coi cái video đó để bạn dễ hình dung.
Bởi tại mình có để mình quay cái nhà hàng đó đó. Hai người mà gọi vậy là hơi nhiều á, là tại vì á trên là nó không có ăn. Ảnh chỉ ăn cái trứng với là cái mì của ảnh với lại sủi cảo thôi. Cái này là đậu hũ, người ta ở trong đây bỏ phô mai ở giữa nha. Ở trong có phô mai nè. Cái súp nó ngon nha các bạn, chứ không có dở nha. Ngon, thơm lắm. Cái súp nấm á, thì các bạn ăn á, có cảm nhận được cái vị giống như thảo mộc. Cái loại plain á, cái loại này là giống như là mình ăn cảm vị giống như hầm xương. Còn cà chua thì cái vị cà chua có ha. Còn cái này là nổi tiếng quá rồi cho nên ai cũng biết hết á. Là tại vì á, trong đây nó có nhiều nguyên liệu thảo mộc rồi lắm. Mắc khén, tiêu rừng á các bạn. Ăn vô bạn nào mà không có ăn quen cái mắc khén. Mắc khén mà loại tiêu rừng của người Hoa á, nó khác với lại bên Việt Nam. Của người Hoa ăn vô nó rất là the cái lưỡi, nó the vô cùng luôn. Gọi là tê tê cái đầu lưỡi á. Ăn không quen á sẽ không có thích đâu. Cái sốt mà mè á, ở đây mình thấy làm không có ngon bằng Little Mongolian Hot Pot ở trên Irvine. Thì cái vị của người ta làm nó đậm đà hơn, còn bên đây nó lạc hơn. Miếng nè, mình cho vào đây cái súp nấm á, mình thích ăn cái miếng này lắm nè, nó ngon lắm. Miếng nó dài á, ngon ghê. Service ở đây number one. Người ta tới người ta hỏi thăm liên tục. Cú linh tức là ruột già, nó còn cái mùi nha, vẫn ngon. Bạn nào vô đây đừng gọi hứa thú linh, thú linh đừng ngon, vẫn còn mùi nồng quá. Thường thường trong cái lẩu đã có mấy cái viên viên mọc thịt xay á các bạn, cho nên là nếu mà bạn thấy mà bạn không ăn nổi nhiều quá thì không có cần gọi tôm viên hay là chả cá viên gì đâu, tại nó nhiều lắm. Buổi trưa bạn nào mà không muốn đi ra ngoài đường á, nó nóng quá thì vô mấy cái food court hay là nhà hàng ở trong trung tâm thương mại như thế này, là mình vừa ăn mình vừa giống như nó mát rồi mình đi shopping vòng vòng luôn. Chứ ở ngoài đường mà 12 giờ trưa mà các bạn đi bộ ngoài đường á, nó nóng chảy mỡ luôn á. Các bạn ơi, thì đây cái bill của người ta đưa cho mình nè. Đó, thì người ta không có tính mình 10% tiền service fee nha các bạn. Là tổng cộng là 2.456 bạc. Wow, các bạn ơi, ăn quá trời ăn luôn mà chỉ có tính ra tiền đô là có 70 đô thôi nha các bạn. Chưa tính tiền tip nha. Thì tiền ăn thôi là 70 đô, tức là 2.456 bạc. 70 đô thì tương đương với lại 1 triệu mấy, mình để cái gì mình để trên màn hình cho các bạn nha. Công nhận ở bên Thái Lan ăn rẻ thì có, ở bên Mỹ không có giá này đâu nha. Ở bên vô Big C quay một vòng, lạng một vòng cho các bạn xem. Muốn qua Big C là mình phải leo lên đây rồi mình đi qua cái cầu bên đó đó để băng qua đường. Đi trên lầu á, bắt băng qua cái cầu thì đi thẳng vô luôn là lầu 2 của Big C. Ở đây á, là người ta có cái chỗ cho bạn mua nhiều quá thì bạn ra đây người ta đóng thùng cho bạn à. Rồi đó coi, ngay chỗ Big C vừa vô trong chợ á, là ngay chỗ cái cầu thang có một cái sạp như thế này. Mình muốn chia sẻ với các bạn là người ta bán rất là nhiều cái ví da nè các bạn. Rồi người ta bỏ tên bạn Nhân đây, rồi bỏ mấy cái logo này lên đây nhìn hay lắm, đẹp lắm. Mình chọn cái này đi, mình chọn cái này rồi mình bỏ cái logo lên. Cái này là cho cái vali á, mình đi mình làm gì để cho mình biết là cái của mình. Thì cái này tốn có khoảng 50 bạc thôi mà mua 5 tặng 1.
rồi mấy cái ví nè, dễ thương lắm các bạn ơi, mà cái da mình rờ thấy cũng ok, mua làm quà cho vui á. Thì mấy cái này có 100 bạc à, mà đẹp lắm, vừa bỏ tên nè, vừa bỏ logo lên mà có 100 bạc à. Bạn mà đi qua Thái Lan á, mà lỡ quên gì ở nhà cứ qua đây, vô Bixi là cả đống luôn, tha hồ cho bạn lựa chọn. Wow, nhìn cái bịch nó to đùng luôn, quá trời bự luôn á. Mình thấy mấy bạn ở bên Việt Nam á, qua đây gom nhiều lắm mấy cái loại mực bento rồi đó nè, mấy cái này nè, mình thấy ăn cũng được chứ không phải là ghiền gì lắm, mà sao mình thấy người ta đem về nhiều quá trời luôn á. Được một cái là ở bên đây nó bán rẻ, đem về bên Việt Nam thì lại giá cao hơn. Thấy nhiều bạn mua cái loại này nè, khoai tây chiên mà loại mà trứng muối rồi nè, để mình mua về mình ăn thử coi nó có ngon hay không. Một bịch như thế này là 30 bạc nha, thì tương đương với lại 90 sen. Sầu riêng sấy khô nè, rồi xoài sấy khô nè, xoài là 75 bạc một bịch. Còn sầu riêng á là cùng cái size nha, 149 bạc một bịch. Mỗi lần qua đây là mình cứ nhào vô Bixi mình đi mua đồ. Nếu mà mình có bếp nữa là vô đây hả, nhìn mê luôn á. Mua rau về mình ăn cho nó đã. Nếu chứ mình mua về mình làm thì theo cái khẩu vị của mình, với là nó sạch nữa các bạn. Đó, lá quế. Tất cả các rau á người ta đóng gói như vậy nè. Mà cái củ cà rốt hay là củ cải trắng của người ta nhìn nó đẹp mê hồn lắm. Đó, củ cải trắng của người ta các bạn nhìn nè. Rồi ủ hoa nè, nó sạch, nó đẹp lắm. Ngò người ta bán là bán từng bó như thế này và có cái rễ luôn. Cái rễ ngò mình nấu súp hay là mình xào miếng rất là ngon nha các bạn. Cái vị đặc trưng của người Thái khi mà xào miếng á, người ta bỏ cái rễ ngò vô ăn ngon lắm. Ở bên mình thì nó hơi hiếm, phải đi đúng cái chợ mới có. Đó, các bạn thấy không, người ta làm bó bó gì nhìn nó tươi rói luôn à. Rau muống là bán luôn rễ nha. Đó, 9 bạc một bó như thế này. Mận với ổi á, người ta để trong cây vị như thế này à, nhìn rất là sạch. Chanh dây nè các bạn, chanh dây mà người ta mua cái bịch như thế này 89 bạc. Sầu riêng, mấy năm trước sầu riêng rẻ lắm mà tự nhiên sau này mình thấy là bán mắc. Đây, xôi xoài. Hổm rày mình qua đây chắc các bạn nói tại sao qua bên đây mà không ăn xôi xoài. Cái xôi xoài ở bên đây nè, mình ăn nhiều chỗ mà không thấy chỗ nào ngon miệng, không biết tại sao nữa. Cái nước cốt dừa người ta làm ăn nó chán chán sao á, nó lạt lẽo lắm. Cho nên là mình không có ghiền. Rồi người ta có xôi sầu riêng. Thì mỗi loại xoài như vậy á, là chỉ có 69 bạc thôi nè. Nhưng mà đóng. Hôm bữa lúc mới qua mình có đi vô Bixi mình mua nhãn mình ăn mà nó khô quá, mình ăn không được, cuối cùng mình bỏ nguyên bịch nhãn đó luôn. Thì tùy lúc nha các bạn, thấy đóng gói ngon mà mua về ăn lại không được. Măng cục, chôm chôm, chôm chôm tươi ngon nè. Thì người ta bán là 59 bạc một ký. Cái một bịch như vậy là khoảng 58 bạc hay 72 bạc tùy lớn hay nhỏ để mình mua về mình ăn. Bạn nào mà không có muốn ăn ở ngoài cũng có thể mua đồ ăn trong đây. Đó, người ta đóng gói đồ ăn rất là nhiều luôn, từ cá cho tới xúc xích, trứng, kho, đủ loại hết. Nếu mà muốn ăn nóng thì ở bên đây. Đây nè, cá người ta kho nè các bạn, 49 bạc cho một con, nguyên con như vậy luôn. Nhìn hấp dẫn chưa? Đó, thèm ăn cá thì vô đây. Rồi người ta cũng bán đùi heo, rồi gà, gà hấp muối, đủ loại hết. Ở trong đây là không thiếu món gì luôn các bạn. Xôi cũng có nha. Xôi thì 8 bạc một gói. Dừa tươi 32 bạc một trái. Rồi dưa hấu 39 bạc một ký. Dưa lưới 119 bạc một ký. Và bên đây dưa lưới mắc ha. Cái này người ta làm sinh tố dừa. Mà mấy năm trước mình uống rồi không có ngon, cho nên mình không có mua nữa. Mình chỉ mua trái dừa tươi mình uống. Thì một trái dừa tươi là 32 bạc. À còn cái lá này nè các bạn, không biết các bạn có biết cái lá này là gì không.
Thì hiện tại Thái là đã cho người dân ăn uống cái lá này rồi, cái lá xà cân, người ta gọi là lá xà cân. Tại vì độc, độc thiệt của cái tên lá này thì người ta không có cho. Wow, đó, mình mua một cái trái dừa như thế này thì người ta chặt rất là đơn giản luôn, và mình bỏ ống hút vô mình uống thôi, chứ không có uống sinh tố. Wow, nó ngọt ngay, ngon lắm. Qua đây ngày nào mình cũng uống nước dừa các bạn. Rồi thí dụ như bạn không có thời gian cắt trái cây đi, mua loại người ta cắt sẵn cũng có đó. Cắt sẵn hết cho các bạn nè. Chanh dây cắt sẵn luôn. Nho rửa sạch cho các bạn luôn. Dừa hấu thơm cắt sẵn luôn. Xoài vô đây là nói thiệt nha, cái gì cũng muốn mua hết trơn các bạn ơi. Trái thanh long cũng gọt sẵn luôn nè, 39 bạc. Xoài, trời đất ơi, ngon quá. Hôm qua mình mua chúng cái loại xoài chua ăn hả, nó chua tới não luôn các bạn, ăn không được luôn. Không biết sao mua chúng cái loại xoài chua khủng khiếp vậy đó. Xoài Thái xanh ở đây là 69 bạc một ký, trong khi ở bên mình đó nha, xoài Thái xanh này rất là đắt, mà không có trái to gì đâu, trái nhỏ nhỏ thôi. Nguyên cái hàng sushi luôn nè, tha hồ cho bạn chọn lựa. Wow, cá tươi ghê nè, hải sản tươi sống, cua, ốc, chip chip, mực, bạch tuộc. Wow, cá nục, cá diêu hồng. Còn bên đây là hàng thịt tươi rối luôn nè các bạn ơi. Công nhận cái thịt của người ta làm tươi thiệt tươi luôn. Bạn tha hồ chọn nha. Từ đùi cho tới ức, có xương có da hay là không xương không da. Rồi gan gà, mề gà. Wow. Cánh gà, chân gà đủ hết. Rồi thịt người ta đóng gói hộp hộp như thế này cũng có, cho bạn lựa cũng có. Bạn nào mà thích nấu ăn là thích đi chợ giống cây chi lắm. Trời ơi thịt, mà các bạn thấy không, có một con ruồi luôn á. Tại biết sao không, trong đây người ta sạch sẽ lắm, người ta giữ kỹ lắm. Bây giờ đứng xếp hàng tính tiền. Đi một vòng chợ cho các bạn xem sơ sơ như vậy á. Nhìn thấy mê quá à. À các bạn ơi, sẵn đây cho Katie chia sẻ luôn là rất nhiều bạn hỏi là son Katie dùng son gì. Thì đây, cái son Made in Korea là son này nha các bạn. Thì cái này nè, ở tiệm Bảy Vô Sa có bán á. Nó cũng mới về luôn, sẵn đây Katie chia sẻ. Cái son này nhìn nó rất là sang chảnh các bạn nhìn nè. Đó, các bạn thấy những cái trái tim nó rơi rụng xuống không? Rất là đẹp luôn á. Nè. Thì cái này là son gió nha các bạn, vừa gọi là son gió mà cũng vừa gọi là son giống như là dưỡng môi mà nó có màu. Thì cái màu của nó đó các bạn biết không, khi bạn thoa lên á thì khoảng chừng một phút sau là nó đổi màu lên màu hồng hồng, cái môi mình nhìn rất là đẹp mà tự nhiên nữa. Bạn nào mà muốn order hay là đi ra thẳng tiệm thì tiệm Bảy Vô Sa nha, còn số phone thì mình sẽ để trên màn hình, 714-617-4899 nha. Cái son này chỉ có 16 đô thôi mà Made in Korea rất là đẹp luôn. Và các bạn ơi, video tới đây cũng dài rồi, mình tạm thời chia tay các bạn ở đây nha. Mến chúc các bạn một ngày vui vẻ, ăn lành và hạnh phúc. Nhớ đón xem video kế tiếp khi chi đi đâu ăn gì nha. Hiện tại bữa nay mẹ của con không có quay lầu 3 đâu. Con chia tay với cô chú nè, con chào cô chú. Chào cô chú. Bye bye, xin chào các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông,
Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.